Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Đến năm 2030, quy hoạch toàn tỉnh có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 9.500 ha, gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới. Sau năm 2030, tỉnh Hưng Yên quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích khoảng 2.460 ha, bao gồm khu công nghiệp Phù Cừ, Tiên Lữ 2, diện tích quy hoạch dự kiến rộng 360 m2 tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ. Khu công nghiệp Khoái Châu, diện tích 150 ha tại huyện Khoái Châu, khu công nghiệp Kim Động, Khoái Châu, diện tích 1.400 ha tại các huyện Kim Động, Khoái Châu, khu công nghiệp Ân Thi 2, diện tích 300 ha tại huyện Ân Thi và khu công nghiệp Mỹ Hào, diện tích 250 ha tại thị xã Mỹ Hào. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất dự án tại khu công nghiệp được hưởng cơ chế luồng xanh, tức không phải thực hiện thủ tục về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Nội dung này được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu khi giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 10 tháng 10, cho ý kiến luật sửa đổi bổ sung 4 luật gồm luật quy hoạch, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu. Theo Bộ trưởng, sửa luật lần này, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt. Việc này nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án, tạo cơ chế thuận lợi, cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, thủ tục đầu tư đặc biệt áp dụng với dự án thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp bán dẫn, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử, công nghệ cao tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Thủ tục hành chính cũng được đề xuất giảm bớt, thời gian thực hiện các thủ tục quy trình dự kiến giảm 260 ngày. Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục để được cấp phép, phê duyệt từ cơ quan quản lý với 3 lĩnh vực tốn nhiều thời gian thực hiện là xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Giải trình thêm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói, một số quy định sửa tại luật đầu tư có cải tiến rất mạnh. Ông nói ngoài nội dung tại dự thảo luật, cơ quan soạn thảo còn đề xuất tất cả dự án thuộc mọi lĩnh vực đầu tư tại khu công nghiệp, chứ không riêng công nghệ cao đổi mới sáng tạo được hưởng cơ chế luồng xanh. Tức là khi nhà đầu tư đăng ký, họ được xem xét cấp phép trong 15 ngày, sau đó họ không phải thực hiện các thủ tục về xây dựng môi trường, phòng cháy chữa cháy mà triển khai ngay dự án. Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng tôi mong lần này cải cách mạnh thì các dự án trong khu công nghiệp tức đã xác định rõ quy hoạch, môi trường, hạ tầng, được thực hiện cơ chế luồng xanh, thủ tục đặc biệt. Tỉnh Nam Định đang quyết liệt triển khai các dự án xây dựng và phát triển khu công nghiệp với mục tiêu nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hoàn thành hạ tầng theo hướng khẩn trương dứt điểm. Trong những năm gần đây, tỉnh Nam Định đã thu hút được nhiều dự án đầu tư công nghệ cao, ngay cả các dự án dệt may cũng tập trung vào sản xuất nguyên liệu thay vì chỉ gia công đơn thuần. Thành công này, trước hết, đến từ nỗ lực của địa phương trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, chủ động phối hợp với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giúp các dự án được triển khai suôn sẻ. Bên cạnh đó, tỉnh này còn có nguồn nhân lực trẻ dồi dào với gần 2 triệu dân, trong đó hơn 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ lao động có tay nghề và trình độ cao chiếm phần lớn, đảm bảo cung ứng nhân lực chất lượng cho các nhà đầu tư. Địa phương cũng đảm bảo nguồn điện, phục vụ sản xuất và đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại theo đúng quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp. Tỉnh Nam Định cũng tập trung mạnh mẽ vào cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Những nỗ lực này đã làm các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao khi cho rằng Nam Định có tiềm năng lớn và sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn FDI. Hiện nay, tỉnh này đang quyết liệt triển khai các dự án xây dựng và phát triển khu công nghiệp với mục tiêu nhanh chóng, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Nam Định đang khai thác 6 khu công nghiệp hiện có và phát triển thêm 10 khu công nghiệp, nâng tổng số diện tích quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2030 là 2.546 ha. Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh này tiếp tục khai thác các khu công nghiệp đã được thành lập,
như Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Dệt May Rạng Đông, Mỹ Thuận, đồng thời phát triển thêm 10 khu công nghiệp mới, bao gồm Hồng Tiến, Trung Thành, Lạc Xuân, Hải Long, Thịnh Tân, Nam Hồng, Thắng Lợi và Minh Châu. Các dự án đang được dồn lực triển khai với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Hiện nay, một số khu công nghiệp trọng điểm đang tiến hành các thủ tục cần thiết như khu công nghiệp Trung Thành, Ý Yên, khu công nghiệp Hồng Tiến và khu công nghiệp Lạc Xuân. Các dự án khác như khu công nghiệp Hải Long, Minh Châu và Nam Hồng cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đến ngày 25 tháng 9 năm 2024, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với điều chỉnh tăng vốn cho 57 dự án, bao gồm 28 dự án đầu tư trong nước và 29 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký là 7.091,7 tỷ đồng và 228,9 triệu đô la Mỹ. Trong đó cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy giấy bao bì công nghệ cao từ nguyên liệu giấy, phế liệu tái chế và bột giấy cho công ty cổ phần giấy GDT với tổng mức đầu tư là 2.560 tỷ đồng, tương đương trên 100 triệu đô la Mỹ. Tại khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, dự án nhà máy may Siêu Long Việt Nam với tổng mức đầu tư 40 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông. Theo chia sẻ của ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, tỉnh đã tích hợp các khu công nghiệp mới vào quy hoạch đến năm 2030 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp hiện đại. Để đảm bảo tiến độ, các cấp từ tỉnh đến huyện sẽ tập trung toàn lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý và giải quyết vướng mắc hướng tới việc khởi công các dự án như khu công nghiệp Trung Thành, Nam Hồng và Hải Long trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì phương án phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp đã thành lập, đổi mới, nâng cao hiệu quả, thu hút đầu tư các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, các dự án chế biến, chế tạo công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường. Đến năm 2030, Đồng Nai đầu tư hoàn thành 48 khu công nghiệp đi vào hoạt động, hiện nay là 32, phù hợp với diện tích được phân bổ theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song với việc mở rộng các khu công nghiệp, cũng hình thành và phát triển khu công nghệ cao Đồng Nai, xây dựng hạ tầng kết nối khu công nghệ cao với các khu cụm công nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái liên kết hỗ trợ sản xuất, hình thành khu công nghệ thông tin tập trung tại huyện Long Thành, thành lập khu đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng.